uống độc đáo xưa nay nổi tiếng ở Hà Nội. Sau vài lần thưởng thức món thức uống này ở Hà Nội thì mình cảm thấy khá là thích thú và mình về nhà tập làm luôn. Về nguyên liệu để làm món cà phê trứng thì cực kỳ đơn giản, chỉ bao gồm 2 quả trứng gà ta. Chọn trứng gà ta là bởi vì cái lòng đỏ của nó sẽ béo và thơm ngon hơn là lòng đỏ của trứng gà công nghiệp các bạn nha. Và 1 gói Nescafé, 2 muỗng cà phê đường và cuối cùng là 2 muỗng cà phê sữa. Và cách làm của chúng ta như sau. Bước đầu tiên là mình sẽ tách lòng đỏ ra một cái ly riêng. Đây, mình tách lòng đỏ ra. Rồi sau đó mình cho 2 muỗng cà phê đường và sữa vào. Bước thứ hai là mình sẽ khuấy đều lòng đỏ trứng sao cho nó bông lên, sánh mịn. Nhà bạn nào mình có máy đánh trứng thì mình dùng máy cho nhanh và đỡ mỏi tay các bạn ha. Và bước thứ ba của chúng ta là pha cà phê. Các bạn cho cái gói cà phê vào ly. Rồi mình đổ thêm 150ml nước sôi vào. Khuấy đều. Bước cuối cùng của chúng ta là mình đổ lòng đỏ trứng đã được đánh đều vào ly. Lúc này các bạn sẽ thấy lòng đỏ trứng nổi lên trên mặt cà phê. Chứng tỏ các bạn đánh trứng đúng rồi nha. Nếu mà các bạn thấy một phần lòng đỏ nó hòa tan vào cà phê thì món cà phê trứng nó sẽ mất đi độ béo rất là nhiều. Nhưng mà không sao, lần sau thì các bạn cố gắng đánh trứng đều và mạnh hơn nhé. Ten ten. Vậy là món cà phê trứng của chúng ta đã hoàn thành rồi nè. Để mình thử xem sao nha. Wow, béo và thơm ngon quá các bạn ơi. Món thức uống này rất là đơn giản, các bạn có thể tự thực hiện ở nhà nè. Và chúc các bạn thành công nha. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhé. Chào tạm biệt mọi người.